Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông y, kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe và những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn thân mến, chắc hẳn khi say rượu, cơ thể của chúng ta sẽ rất mệt mỏi và bạn cần tìm cách để giải rượu. Hiện nay có rất nhiều cách giải rượu, phương pháp dân gian cũng có, mà những loại thuốc giải rượu bằng Tây y cũng có. Tuy nhiên, để tiết kiệm và không tốn thời gian, thì ngày hôm nay, tạp chí Đông y xin được chia sẻ cho các bạn cách giải rượu bia tại nhà bằng quả cà chua. Ưu điểm của phương pháp này là an toàn, hiệu quả và chủ động trong mọi lúc mọi nơi. Cà chua là một trong những rau củ quả hẳn không hề xa lạ với mỗi chúng ta. Trong tủ lạnh của bất cứ gia đình nào, hầu hết cũng có dự trữ vài trái cà chua. Trong cà chua có nhiều dưỡng chất có lợi đối với sức khỏe con người. Cụ thể là cung cấp chất xơ giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn. Trong cà chua còn có các loại vitamin cần thiết có lợi cho quá trình trao đổi chất của cơ thể, những khoáng chất rất cần thiết cho tim mạch. Đặc biệt đối với những người say thì cách giải rượu nhanh nhất bằng cà chua rất tốt. Nước ép cà chua có thể giúp người say tỉnh táo, giải cơn say nhanh chóng. Để có hiệu quả cao nhất và nhanh nhất thì chúng ta cần phải biết kết hợp thêm một số nguyên liệu khác nữa. Vậy, nguyên liệu cần kết hợp là gì thì giờ xin mời các bạn hãy cùng mình chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị đó là hai quả cà chua chín, mật ong nguyên chất, một quả chanh, 200ml nước lọc, giờ các bạn rửa sạch cà chua đi nhé. Chuẩn bị một cái bát có sẵn một chút nước lọc và cho vào một muỗng cà phê muối trắng, sau đó khuấy đều. Sau khi muối đã hòa tan vào trong nước thì các bạn cho cà chua vào. Chúng ta sẽ ngâm như thế này tầm 5 phút. Như vậy là mình đã ngâm được 5 phút, giờ mình vớt ra. Với cà chua, sau khi đã được sơ chế sạch, thì giờ chúng ta loại bỏ vỏ và cuống, sau đó gọt sạch vỏ và tiếp tục loại bỏ ruột rồi thái nhỏ. Chuẩn bị một cái cối xay, sau đó cho cà chua vào. Giờ đổ 200ml nước lọc đã chuẩn bị vào và xay nhuyễn.
Và như vậy là mình đã xay xong. Giờ mình đổ ra một cái bát. Tiếp tục với chanh thì các bạn cắt chanh, sau đó vắt lấy nước cốt. Giờ với lượng cà chua xay như thế này thì các bạn cho vào 2 muỗng cà phê mật ong nguyên chất. Nước cốt chanh thì cho vào 1 muỗng cà phê, sau đó khuấy đều. Như vậy là chúng ta đã xong và đây là bát hỗn hợp giải rượu bia của chúng ta. Rất là đơn giản phải không các bạn? Và cách sử dụng như sau. Chúng ta sẽ có hai cách sử dụng các bạn nhé. Cách 1. Ngay sau khi uống rượu bia xong, nếu bạn là người uống nhiều thì hãy uống ngay thêm một bát hỗn hợp như trên, sau đó nằm ngủ hoặc nghỉ ngơi. Cách 2. Nếu quên hoặc say quá ngủ luôn, không uống được thì ngay sau khi tỉnh dậy, bạn hãy uống ngay một bát hỗn hợp. Uống xong thì nằm nghỉ ngơi thêm 30 phút là tỉnh. Chúng ta nên làm mới để sử dụng các bạn nhé, tránh tình trạng làm nhiều để dự trữ. Ngoài tác dụng giải rượu bia thì hỗn hợp này còn có tác dụng làm đẹp da, hỗ trợ và kích thích tiêu hóa tốt hơn. Đặc biệt, hỗn hợp còn hỗ trợ giải độc gan cũng rất tốt các bạn nhé. Như vậy giờ mình xin kết thúc video tại đây. Mình mong rằng video này sẽ luôn giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.